Trong lúc bỏ tiền xu vào để gọi điện thoại thì đồng xu rơi xuống cây bán nước tự động. Vậy là anh Tinh với cánh tay trời cho có thần lực bê cả cây ATM lên. Phía xa thì Đỗ Thánh chính hiệu xuất hiện. Anh Tinh đang loay hoay nhìn Đỗ Thánh thì một tên trộm lấy hành lý của anh. Anh Tinh rượt theo tên trộm, chạy đến một đoạn thì bất ngờ tên cướp phản đòn cực mạnh. Anh Tinh dùng tuyệt chiêu nước miếng thần công, phun một phát đầu tiên, tên cướp phản đòn hồi mã thương bằng chính thiêu thức của anh Tinh. Anh Tinh tung một đòn chí mạng từ cánh tay phải thần lực, khiến Lâm Sơn bay ra cả chục mét, lúc tỉnh lại cứ tưởng bị xe lửa tông trúng. Anh Tinh đi tìm lại mảnh giấy có địa chỉ người thân nhưng đã bị mất rồi. Cô gái có mỹ danh là Bình thổi sáo tiếp anh. Cô bảo muốn tiếp chiêu với anh Tinh, anh tưởng bở móc cây sáo ra thổi một đoạn. Tới đây thì hiểu rồi, anh Tinh nhận ra không phải là thôi sáo mà là động đĩ rồi. Bình thổi sáo thấy anh Tinh không có tiền nên cho đàn em vào tần cho bầm mặt. Anh Tinh vào đánh cho Lâm Sơn một trận, đồng thời quăng hết quần áo Lâm Sơn đi. Sáng hôm sau anh Tinh đi xin việc, bán báo người ta không nhận, đi lao động thì anh Tinh làm bằng 10 người. Làm vậy anh em chúng tôi thất nghiệp nên cũng không nhận, vậy là đành về nhà với Lâm Sơn. Hai người tình cờ xem thông tin đại hội võ thuật, tiền thưởng 10 triệu nhưng anh Tinh chưa nghĩ đến điều đó. Vào chạy được một lúc thì gặp một bàn của hai đại ca đang phân chia địa bàn. Anh Tinh vô tình làm bề kế hoạch của họ, thế là cả đám tẩn cho hai đứa một trận tơi tả. Cũng từ đây cô nàng Triệu Mẫn xuất hiện khiến anh Tinh yêu ngay cái nhìn đầu tiên. Cả hai quyết định tham gia giải quyền thuật quốc tế để lấy 10 triệu đô la Hồng Kông. Ông này là Triệu Đổng, trưởng môn phái Ngao Sơn. Đang lúc nghèo đói hết tiền uống bia thì có hai người vào xin học võ. Khỏi cần nói nhiều, hai tụi bay lại sư tổ rồi chính thức làm đệ tử. Triệu Đổng đưa hai phong bì rồi nói: "Chúng mày bỏ tiền vào đây mừng sự phụ đi. Hôm nay bài học tao dạy đầu tiên cho hai đứa mày là đi chém lộn." Thế là cả nhóm dẫn nhau đi chém lộn. Trong lúc chờ đợi thì anh Tinh đau bụng nên xin đi yểm. Lúc đó, một người đi ngang qua, ông ta là Bát Sam, trưởng môn Bát Gia Quyền. Bát Sam đi ngang nghe tiếng, biết có người mai phục mình, vậy là anh em Ngao Sơn nhảy ra, lao vào chém Bát Sam. Bát Sam dùng vài chiêu đơn giản, rồi dùng cây dù chĩa vào cổ Triệu Đổng. Anh Tinh thấy có người ném bụi vào mắt Bát Sam nên hét lớn nhưng không kịp. Triệu Đổng nhân cơ hội cầm dao chém Bát Sam, nhưng anh Tinh lao ra đến đỡ cây dao đó cho Bát Sam. Thấy anh Tinh bị thương nhưng lúc nãy có cứu mạng Bát Sam nên Bát Sam đem cả hai về hội quán. Bát Sam cảm ơn anh Tinh rồi nói: "Sau này anh cứ ở lại đây." Lâm Sơn thì chuẩn bị một bức thư tình để tán Triệu Mẫn. Vậy là Lâm Sơn đến phòng Triệu Mẫn rồi để lại bức thư. Nhưng lúc đó Triệu Mẫn đang bôi kem trong phòng nên anh trốn phía ngoài cửa, vô tình dòm Triệu Mẫn luôn. Thấy có tiếng động, Triệu Mẫn chạy ra thì phát hiện anh Tinh. Triệu Mẫn cười thầm: "Vậy là cô có cảm tình với anh Tinh nhà ta rồi." Cô Mẫn nói: "Em từ khi gặp anh Sơn em có cảm giác rất an toàn, anh như anh trai của em vậy. Nhớ trao thư cho anh Tinh nhé." Đi cô gái mà bị người ta xem là anh trai, làm anh trai không chầm mút được gì hết. Lâm Sơn khóc lóc bỏ về. Sư phụ nói: "Tố chất con còn quá yếu, con không hợp học võ đâu." Anh Tinh nói cánh tay phải trời sinh rất mạnh, sư phụ hãy thử qua rồi quyết định có nhận con học võ hay không. Vậy là sư phụ đứng tấn cho anh Tinh đấm. Anh Tinh đấm một phát, sư phụ mặt rất bình tĩnh nhưng khi ông xoay mặt quay mặt đi thì úi giời đau gần chết, thật sự không chịu nổi. Con nghĩ thiếp bố Sam của sư phụ là vô địch thiên hạ, hãy cho con đấm lần cuối. Vì vô thế nên sư phụ đồng ý, vừa đứng tấn mà mặt ông tái mét. Anh Tinh dùng hết sức chuẩn bị đấm sư phụ thì Triệu Mẫn đến gọi cha mình. Sư phụ mừng hết lớn, chạy vội đến ôm con gái mình, nhưng phía bên sư phụ không muốn gây chuyện nên nhất quyết không đánh. Vậy là hội quán Nhật Bản đem ra một tấm bảng được ghi 4 chữ Đông Á bệnh phu, rồi cười ngạo mạn, sỉ nhục võ quán Bát Gia. Vô thế nên anh Tinh đành ở lại lấy sĩ diện cho hội quán. Phía Nhật Bản cử một võ sĩ khổng lồ đấu với anh Tinh. Ông ta đấm anh Tinh không trượt phát nào. Sau một lúc, anh Tinh quyết định dùng cánh tay thần lực mình đấm một phát chí mạng, khiến tên khổng lồ văng lên ngọn cây. Tối hôm đó, Lâm Sơn đến phòng Triệu Mẫn để gửi bức thư nhưng anh nghe thấy tiếng động bên ngoài nên chui vào tù trốn. Lúc đó, Dương Huynh thuốc mê Triệu Mẫn rồi bế cô vào giường chuẩn bị hấp diêm Triệu Mẫn. Anh Tinh tỉnh có phát hiện những bức thư của mình, thì ra lâu nay Lâm Sơn không chịu gửi thư của mình cho Triệu Mẫn. Kiện nói: "Đâu chỉ có mình tôi, phía trên còn có một tên cướp sắc nữa." Anh Tinh nghe vậy liền chạy nhanh lên phòng Triệu Mẫn, thấy sư huynh mình đang cởi áo Triệu Mẫn, vậy là cả ba lao vào đánh sư huynh. Nhưng lúc đó sư phụ xuất hiện, sư huynh đấm anh Tinh rồi dùng mọi thủ đoạn đổ thừa cho anh Tinh. Vừa bước vào thì thấy bốn ông già đang lên kế hoạch đi cướp ngân hàng. Bàn tới lui họ đổi quyết định, tìm chỗ nhỏ hơn là tiệm vàng, thảo luận một hồi bất thành, sau cùng họ quyết định cướp tiệm gạo đầu đường. Nhưng tất cả kế hoạch đều bất thành, họ quyết định thành lập võ đường đặt tên là Tân Tinh Võ Môn. Công cuộc tập luyện của anh Tinh bắt đầu. "Bài học đầu tiên tao dạy cho mày là thử lòng can đảm." Bốn sư phụ đưa cho anh Tinh mảnh giấy và nói mày hãy cầm tờ giấy này đi vào ngân hàng đưa cho cô gái. Anh vào ngân hàng đưa tờ giấy cho một cô gái. Trong giấy viết: "Anh muốn lấy trinh tiết của em, cô gái bảo em mất rồi. Vậy để em giới thiệu với anh cô béo bên kia, cả ngân hàng này duy nhất cô ta còn."
Vậy là anh cầm mảnh giấy qua đưa cho cô béo. Cô béo cười tủm tỉm rồi lao ra đè anh Tinh. Anh Tinh đọc tờ giấy mới hiểu rõ câu chuyện. Cuối cùng đại hội võ thuật cũng chính thức được bắt đầu. Trận đầu tiên anh Tinh đụng độ vị sư phụ karate. Ông chú này chơi khăm anh Tinh làm anh suýt toang con chim non. Trận thứ hai, sư phụ Triệu Đồng đối đầu Lưu Tinh. Nể là thầy cũ nên anh Tinh nhường 3 chiêu. Triệu Đồng đánh 1 chiêu thì quả nhiên anh Tinh không đánh trả. Triệu sư phụ tưởng bở, ai dè ăn ngay một đấm của anh Tinh gục tại chỗ. Lưu Tinh thắng trận thứ hai. Trận đấu tiếp theo giữa Bát Sam và anh Tinh, ai thắng trận này sẽ vào chung kết với sư huynh Đình Hổ. Bát sư phụ nói với anh Tinh, ông đã biết đêm hôm đó kẻ hiếp dâm con gái ta là Đình Hổ. Anh Tinh bị đổ oan, ông khuyên anh hãy chiến thắng giành 10 triệu rồi cưới con gái ông là Triệu Mẫn. Biết chuyện đã bại lộ, trong lúc bát sư phụ bị thương nằm trong phòng, Đình Hổ dùng khăn bịt kín miệng sư phụ rồi giết ông ta. Lúc đó Triệu Mẫn đi vào, Đình Hổ liền đổ lỗi cho anh Tinh đã giết sư phụ trên sàn đấu. Anh Tinh thấy Đình Hổ đeo khăn tang trên tay. Đình Hổ nói, mày đã giết chết sư phụ. Anh Tinh cứ nghĩ mình đã gây ra cái chết sư phụ nên không còn muốn đánh. Nhân cơ hội, Đình Hổ đánh liên tiếp vào anh Tinh, đánh như chưa từng được đánh. Phía ngoài Đình Hổ vẫn tiếp tục đấm anh Tinh. Hắn đấm phát nào phát nấy đều chí mạng 100%. Chính ngươi, Đình Hổ đã giết chết sư phụ. Thật uổng công cha ta đã nuôi ngươi từ nhỏ. Rồi trận đấu tiếp tục, anh Tinh tung cước đánh Đình Hổ tả tơi. Cuối cùng anh Tinh vận hết 100% công lực vào cánh tay thần lực, khiến găng tay rách nát. Cú đấm tung thẳng vào Đình Hổ khiến hắn văng xa đến bảng đèn. Chiến thắng anh Tinh gặp lại Lâm Sơn, giữa hai người xin lỗi nhau, rồi lại làm đôi bạn như ngày nào. Phim đến đây là kết thúc nhé.